Chia tay với vùng đất tổ, xin mời quý vị cùng ekip của chương trình Toàn cảnh Hoa Lan đến với một địa phương. Nơi đây thời gian qua, phong trào chơi hoa lan đã rất phát triển giống nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Với nhiều người, đây không chỉ đơn thuần chỉ để thỏa mãn đam mê mà còn là một kênh đầu tư sinh lời hiệu quả. Đây cũng có thể được coi là bài học tham khảo cho những người yêu hoa lan nhưng chưa thành công với mô hình kinh doanh này. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại vườn lan Tiến Đạt, thành phố Hòa Bình. Là người đam mê hoa lan từ khi còn rất trẻ, anh Nguyễn Tiến Đạt đã tự sưu tầm cho mình rất nhiều giống lan nổi tiếng của vùng đất Hòa Bình cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước. Cứ đi làm về thì thôi, ăn cơm một miếng, có hôm là kịp ăn cơm, có hôm không kịp ăn cơm. Thế là cứ ấy thôi, cứ bắt thang lên là leo lên cây nhãn là cắt nhánh ra lại nó ươm vào cái gốc cây nhãn ấy. Đầu thì nó xin được cái giống ở đâu ấy. Sau đó thì nó cũng đầu tư. Đấy, được đồng lương nào thì là nó cũng dồn thì nó mua về nó nhân ra, lúc đầu cũng có vài cây thôi, sau đó thì cũng nhiều. Cái cây nó ra hoa thì mà nhìn dàn đẹp lắm, nó ra hoa nhìn ai đi đường cũng khen là nhiều hoa đẹp. Nhắc tới ông chủ của vườn lan Tiến Đạt ở thành phố Hòa Bình là người ta sẽ nhớ tới bông hoa năm cánh trắng sơn nữ Tiến Đạt. Bởi ngay khi bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh hoa lan, năm 2016, anh Đạt đã may mắn sưu tầm được một bông hoa có màu sắc vô cùng độc đáo của vùng núi Hòa Bình. Anh đã đặt tên cho bông hoa là Sơn Nữ và nó đã gắn với tên tuổi của anh từ đó. Khi mà sưu tầm được cái cây này và đặt tên cho nó và đưa ra chia sẻ cho anh em chơi lan, thế thì cây Sơn Nữ Tiến Đạt là rất được anh em ghi nhận, và qua đó thì mình cũng đã trao đổi được rất là nhiều giống trong quá trình chơi. Chính từ năm 2016-2017 thì cây Sơn Nữ Tiến Đạt chính là cái cây khởi nghiệp của mình. Hiện tại, vườn lan Tiến Đạt có 2 cơ sở ở thành phố Hòa Bình với một hệ thống nhà vườn hiện đại, đang ươm trồng hàng chục dòng lan đột biến nổi tiếng ở Việt Nam như năm cánh trắng Bảo Duy, Cờ Đỏ, Ngọc Sơn Cướp, Vĩnh Khang hay Hồng Trương Chi, Hồng Phú Quốc. Lan Duy Điệp thì nó rất ưa cái khí hậu mát mẻ, thế nên là ở đây là có rất nhiều cái trang bị để làm cho cái khu vườn nó có thể cái điều kiện khí hậu tự nhiên như ở rừng. Đó là cái hệ thống phun sương tưới mát và hệ thống làm mát, hệ thống đo nhiệt độ và tạo độ ẩm, cũng như là tạo cái khí hậu cho vườn lan. Phong trào chơi lan thì trước tiên là cần tấm lòng, cần tình cảm, cần sự đam mê, nhưng liền ngay bên cạnh đó thì đó là công nghệ, là kỹ thuật. Và ở chỗ này thì có một cái mẫu mực về việc thiết kế, thi công, triển khai các cơ sở kỹ thuật, nắng và gió và độ ẩm, tất cả đều đã được đưa vào quy trình để có một dàn lan với công nghệ hiện đại của thời 4.0. Thời gian qua, tại tỉnh Hòa Bình có nhiều người đầu tư vào kinh doanh hoa lan, có người thành công nhưng cũng có nhiều người đã thất bại. Lý giải cho vấn đề này, anh Nguyễn Tiến Đạt, chủ vườn lan Tiến Đạt cho biết. Cái thời gian vừa rồi thì cũng giá lan cũng so với các cái giống cây khác hoặc là các cái thú chơi khác thì giá hoa lan đột biến là có cao hơn. Thế tuy nhiên là cao hơn nó cũng có cơ sở. Thì cái độ, mức độ hiếm và cái sự nuôi cấy phát triển đối với cây lan và nó đưa người chơi đến một cái tầm gọi là vừa chơi vừa kinh doanh. Thế thì chính vì cái yếu tố đó nó cũng dẫn đến cái việc là cái mặt trái là nhiều đối tượng là có cái yếu tố là lừa đảo thông qua cái việc mua bán cây sai không rõ nguồn gốc. Cho nên là cũng mong là trong cái cuộc chơi
vì đam mê cũng như là về vì kinh tế. Thì khi đầu tư thì cũng mong là người đầu tư hãy tìm hiểu kỹ về thị trường, về nguồn gốc của cây và về cái giá trị của cái cây đó. Em cũng là một trong thành viên của hội Hoa Lan Kỳ Sơn, cũng là từ góc độ trước tiên là đam mê, thứ hai là kinh doanh, mua cây về nhân giống và chia sẻ cho anh em cũng được 6-7 năm. Em thì tin tưởng vườn lan của anh, vì em biết anh Đạt rất là lâu rồi, nên là em chủ yếu là cây giống lấy từ anh Đạt và hội Trà Đá. Theo riêng cá nhân mình thì cái thị trường hoa lan là mình nghĩ rằng là nó sẽ vẫn còn phát triển, vì càng ngày càng nhiều người chơi, có nhiều người có thể cho đến bây giờ có nhiều nhà vườn cũng còn chưa có đủ 1/2 giống của thị trường. Thế cho nên là người ta vẫn mong muốn là sưu tầm. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là cái việc cái thị trường này nó sẽ còn tồn tại. Tuy nhiên giá cả nó chắc chắn là nó sẽ có sự điều chỉnh. Hầu hết những người đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh hoa lan đều khẳng định họ phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc cho việc tìm hiểu, nghiên cứu thị trường. Sự khác nhau giữa người thành công và người chưa thành công là ở khả năng đón đầu xu hướng của thị trường và có được phương án thích hợp khi thị trường đảo chiều. Bên cạnh đó, cũng cần có sự quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả cao từ lĩnh vực này. Ok bạn ơi. Chào em Thanh. Em Thanh rỗi lên ngắm hoa, nhiều hoa nở lắm em Thanh. Một rừng hoa luôn em. Đây bông nồng cành trắng. Quá đẹp. Mũi màu và mũi không màu có cái đẹp khác nhau mọi người. Chào Châu Anh Story. Chào bạn Hoàng Đạt. Đang học mà cụ vẫn xem được à? Bông năm cây trắng ấp bang mọi người, nở ngày cũng khá lâu rồi. Chào bạn Phan Lê. Chào Trần Văn Thế. Nó trắng sông Đà đang tàn. Ơi ờ để ích ơi, để anh ích lấy cho. Chào Trần Văn Thế, chào Phan Lê. Cái quạt không điều khiển ấy, cái lấy quạt tầng xuống ấy.
Mình báo cáo với mọi người là nick vườn lan Lê Sơn rất nhiều người lập giả, nên là Lê Sơn phải lên một cái bài live stream trực tiếp như này để anh em biết là không phải nick của Lê Sơn, để mọi người tránh giúp cho cái trường hợp của anh em lừa đảo. Chào Hà Công Lê. Đây là bông hồng Lào, hồng rào đầu. Bông rất đẹp, rất thắm. Chào Lê Hà, Lê Công Hà. Chào Nguyễn Đoàn. Chơi bông loại này sai hoa thích nhé. Này gọi là bông tím thì đúng hơn. Đây là màu trắng áp tàng. Họa mi mắt nâu này, cây này nó bông này là một bông kỷ niệm này. Gọi là trắng cam. Những năm 17. Chào Lâm ạ. Em Hoàng Đỗ Huy với em Đặng Đức Tuệ chia sẻ cho mình cây HO không chuẩn và bù cho mình cây này. Năm nay mới nở hoa. Kỷ niệm rất đẹp. Mình là sau 5 năm mới được ngắm hoa đây mọi người. Hồng giáo đỏ. Và đây là bông bông tam đà. Bông má hồng. Năm cánh trắng má hồng. Nó gọi là bông năm cánh trắng tam đà. Ok, Lâm Mãi. Chào Trần Thuận. Sai hoa. Các anh chị em là mình nick qua vườn lan Lê Sơn của mình là có một số anh em lập nick giả thì kết bạn và hỏi vay tiền. Cái bài này nó xưa rồi nhưng bây giờ nhiều sợ nhất là những người bạn mới không biết, không xác nhận. Không ra sợ là lúc vội vàng các bạn lại chuyển tiền luôn thì buồn cười lắm. À đây cũng là ok các bạn. Mình kỳ 51 còn đang ra hoa đây mọi người. Mời anh em lên năm lên trên giàn chết ngắm bổng năm cánh trắng nguyên phong đang nở. Họa mi mắt nâu. Ok, Trần Văn Thế. Hả? Ờ, ống thoát nước của đội điều hòa, nhưng để cho nó được không đã, đội điều hòa nó chảy nước chưa đã, chưa được thì nó mới lát vào. À không, cái đấy nó làm sao mà gỡ được, lành được em. Đấy nó vỡ nó mới tập bóc được chứ. Thôi thì mua cái khác cho họ đi. Em chào tất cả anh em nha. Em muốn lên like ở nick này để mọi người biết, để anh em mới đang có một nick giả, dần lập giả ở Lê Sơn, anh em nó đi vay tiền. Chào Châu Anh. Chào Lê Công.
Chào Hoa Lan Diệp Bảo. Chào em Đức Toàn. Chào Trần Thuận, chào Lâm Ái. Wow. Cái gì đây? Đây là bông nguyên phong là ngày đầu đấy mọi người. Như vậy là khẳng định với mọi người là bông nguyên phong là bông mũi nó phớt hồng ngày đầu mọi người nhé, không phải mũi trắng tinh. Chào Biên Con, chào Trực Cụt. Không phải Trực Cụt bạn Lý Nhung nhỉ? Quay lại cho nó nét. Ok, cảm ơn Trần Văn Thế. Cảm ơn Hà Lê Công. Sao nó lại không đứng ở đây làm gì? Chào bác Thanh Lợi. Chào anh Thắng bác luật sư. Chào Mai Hưng, chào em Nguyễn Kỳ, chào Vũ Hiếu Thảo, chào bạn Đinh Văn Thanh. Cái này nó cứ loạn lên này. Như vậy là khẳng định với mọi người là bông năm cánh trắng nguyên phong là không phải bông mũi trắng. Nên là mình cuộc chơi này là mình mua của anh em đây, nhưng hôm nay là cây này là cây mũi hồng mọi người nha. Những cái giống mũi hồng này, mũi phút hồng này, em chào anh Hoàng, chào anh Nam. Thì là ngày thứ hai, thứ ba là nó sẽ nó sẽ trà mũi, nó sẽ nhạt đi mọi người. Nên là mọi người không được nhầm tưởng là bông mũi trắng. Mũi trắng nó phải trắng tinh cơ. Đây mọi người nhìn kỹ cái mũi này, mũi phớt hồng. Nên là anh em chơi là ta phải xác định rõ cây này là lê sơn đền nở tự nhiên, không kích, không sử dụng đến kích. Mà bông năm cái trắng nguyên phong này lúc đầu là anh em mình thấy anh em chia sẻ là bông mũi trắng. Hôm nay là nhà tại vườn Lê Sơn là ngày đầu nó nở ra như này, là bông nó cái mũi này nó sẽ là gọi là có phớt hồng thôi mọi người ạ. Thì chắc chắn là ngày đầu nó sẽ cái này, nhưng ngày thứ hai nó sẽ không còn màu hồng này nữa. Nhưng mà con nó rất đẹp mọi người ạ, nó là đẹp. Chào Nguyễn Thị Ngọc Hà. Lên ngắm hoa đi em ơi. Anh cảm ơn Mai Hưng nha. Chào Dũng Chân Cun. Chào em Phạm Quang Khải. Chào em Nguyễn Tiệp. Chào Hải Nguyễn. Ok, chào Biên Con. Bông mũi bông đây là bông năm cái trắng nguyên phong. Chào Kiên Nguyễn. Như thế nào là bông này thì nó thuộc dòng mũi ngà mọi người. Thì ngày thứ hai chắc chắn là sẽ bay mùi cái màu mũi này nó hơi hồng, phớt hồng. Đấy, mình khẳng định là nó sẽ bay màu. Nên chúng ta phải khẳng định nó không phải bông mũi trắng. Để như thế chúng ta chơi cuộc chơi nó sẽ bền để cho anh em chơi sau. Chào Kiên Nguyễn. Bông khá đẹp mọi người ạ. Mắt đẹp. Mắt quá đẹp. Nếu mà cho vào ánh nắng là các bạn khỏi sẽ không thể nhìn thấy mùi màu mũi đâu. Như là mọi người nhìn kỹ nó nở ra cái mũi nó phớt hồng. Mũi nó có thể là gọi là hồng phấn được. Đây mọi người nhìn. Thế nên là anh em chơi là mình xác định bông nào với bông nào. Không có. Bông cứ theo bây giờ mua là cứ mua bông nguyên phong thôi mọi người ạ.
Ngọc Sơn sẽ nở rất nhiều nhé bên con. Ngọc Sơn thì chủ đề tự nhiên nên nó nở muộn đấy, bông ấy nở muộn lắm. Em hồng yên thủy nở bói trên ngọn đấy mọi người. Đây cái màu tại sao mọi người yêu mến cái bông hồng yên thủy? Vì bông hồng yên thủy có một cái màu hồng, phớt hồng của nó rất đẹp. Hồng cái mắt, đôi mắt của nó là hồng phấn mọi người. Ngày xưa đã có một thời anh em đặt tên là hồng phấn, sau anh em thống nhất lại là hồng yên thủy. Mọi người nhá, đây là bông nở kẹ trên đầu cây mẹ nên bông nó không đạt, nhưng cái màu mắt của hồng yên thủy thì phải nói là nó quá đẹp đấy mọi người. Cái màu mắt là màu mắt phấn. Ok em Phạm Quang Khải, lên ngắm hoa đi em. Chào Lan Ba Quốc Cường. Mà đúng rồi, chào biên con. Bông Ngọc Sơn nó chứa đựng đợi hội tụ đủ yếu tố đẹp. Khuôn cánh bầu đẹp, lưỡi tròn bán nguyệt đẹp, đựng lộc và tâm bông tròn mở. Chào Ngô Anh, chào Lâm Taxi, chào Lan Ba Quốc Cường. Đây mọi người, đây là bông 50 trắng nguyên phong, giống kiểu dạng cái khuôn bông ấy, giống cái hình dạng của cái bông người đẹp Bình Dương, nên là khuôn cả bông qua khuôn cánh thì nó cái nhìn thoáng qua nó giống, nhưng cánh một cánh thì khác. Đây là cây nở tự nhiên mọi người nhé, không nắn chỉnh không gì hết, nhưng nó em nó có đôi mắt thì phải nói là gọn đẹp, mắt hơi xước nhỏ tròn như mắt họa mi, như mắt trào màu, tròn đẹp lắm. Cái đôi mắt này nó giống với đôi mắt nhỏ con của cây bông hồng triệu đô. Chào Thanh Thanh Nguyễn, chào chị, chào bác Thiều Hồng, chào Hà Thanh. Cảm ơn anh Nam. Các bác, các anh đang xem, các bạn đang xem, đây là bông hồng, bông năm cái trắng nguyên phong. Nhưng bông này là ngày đầu nở là mũi phớt hồng mọi người ạ. Nhưng mà cái này thì ngày thứ hai, thứ ba là sẽ bay màu mũi. Nên nếu mà anh em mua rồi đó, ngày đầu này mình mới nhìn thấy màu hồng của mũi. Và sau đó thì cái mũi nó là mũi trắng ngà, chứ không phải là nó có màu mũi trắng tinh giống như bạch tuyết hay là ngọc sơn cước. Thì chúng ta không đánh đồng nó sang là dòng mũi trắng được. Đó. Nhưng đôi mắt và bông hoa thì quá đẹp mọi người ạ. Đôi mắt nhỏ gọn đẹp. Chào Phan Đức, chào Khoa Trần. Ok anh, chào Ngô Anh, cháu rất tâm huyết về bông Ngọc Sơn đấy, cố gắng sưu tầm một kỳ thì chú lúc nào chia sẻ cho cháu một kỳ với ạ. Ok biên con, lúc nào cháu vào đây chú tặng cháu một kỳ, riêng cháu là chú tặng cháu một kỳ, vì chú cháu mình có những cái giao dịch mà chú cháu mình đã thương lượng với nhau và giải tỏa được với nhau và chia sẻ được với nhau những cái khó khăn. Cháu là một người trẻ nhưng cháu yêu Lan một cách là cháu đến tiếp cận với hoa lan là một cái sự yêu mến mà rất kính trọng hoa lan, và đặc biệt là kính trọng người chơi trước. Và phong cách chơi của cháu là chú ghi nhận, chú rất yêu quý cháu. Nên là cháu biên con lúc nào cứ vào về thăm chú lần ba là cứ tặng cháu một kỳ nha. Chào Quang Sọt, chào Nguyễn Long, đây là bông, biết mọi người thăm tiếp bông này là bông hồng triệu đô đang hé mở, ngày mai sẽ có bông này. Bông hoa cứ gần nhau như này, hồng triệu đô. Còn đây là năm cánh trắng tam đa đây mọi người ơi. Để cho bông này xuống thấp. Đây là bông năm cánh trắng tam đa.
mũi hồng, má hồng. Chào em gái Bắc Hà. Chào Đạt Linh. Bông hồng hòa bình trên kỳ, trên mầm đẻ lỡ đang hé đó mọi người. Đấy, mọi người nhìn bông hoa nó bay nó đẹp như này. Ba cánh đài nó bay này. Đấy, bông hồng hòa bình mọi người nhé. Là kẹ trên đầu búp. Đây là em em hồng Thanh Hóa. Xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn nha, và các em. Chúc mọi người ngày mới bình an và vui vẻ. Chào Bùi Văn Dậu. Cái đây là nick Lê Sơn. Hôm nay em muốn lên cái like ở cái bài này, ở cái trang Vườn Lan Lê Sơn này, để mọi người sẽ có cái nhật ký. Vì bây giờ hiện tại mấy ngày hôm nay là có nhiều anh em lập giả nick, cũng lấy hình ảnh đúng như trang chính này của Vườn Lan Lê Sơn để hỏi vay tiền mọi người. Nên là em lên like nick này để mong anh chị em chia sẻ và cùng cảnh giác và tương tác cùng Lê Sơn. Cảm ơn các anh. Chào ông lão đánh cá. Mà tại do chắc do mình bạn ơi. Đúng rồi đấy, tại mình di chuyển nó. Đây, đây mọi người, đây là bông năm cánh trắng nguyên phong ạ. Chào em Hường Ngô. Nguyên phong có rồi khoai Trần ơi. Nguyên phong này cũng khó một số kỳ rồi em ạ. Nhưng anh cứ nở hoa này là chuẩn rồi, là anh mới chia sẻ. Lúc này là anh em chưa có những mặt bông nào anh em sưu tầm để chơi, thì anh em yên tâm là thời điểm để anh em sưu tầm được những mặt bông mình yêu mến. Chào Ngọc Tuấn. Mắt ngọc nguyên phong cũng là bông này, và đúng rồi đó bạn Ngô Anh, chính là cây này mình lấy của Thanh đấy. Đấy, mắt ngọc nguyên phong là do Thanh đặt tên, cây này mình lấy của Thanh. Nhưng thật sự là nó không phải là bông mũi trắng tinh. Bông này là bông mũi hồng, phớt hồng. Ngày thứ ba, thứ tư nó sẽ trắng tinh, nó sẽ không còn màu phớt hồng nữa. Nhưng mà năm cánh trắng thì năm cánh trắng tinh rồi, rất đẹp. Cái thân lá cây này thì nó giống với thân lá kiểu cây hướng đi về cái cây long điền nhiều hơn. Cây cũng khỏe đẹp mọi người ạ, cây khỏe lắm. Cảm ơn tất cả mọi người, mùa hoa đẹp quá. Đúng rồi dì ơi, lên trên lên giờ mà lên anh chơi là được cắm hoa nhiều lắm em, đa dạng đa sắc màu luôn. Và đây là cây năm cánh trắng tam đa, có một cái mũi hồng và má phớt hồng, đôi mắt phớt hồng. Thì nó nở đến ngày thứ tư, thứ năm thì không còn màu phớt hồng nữa, nó trở thành bụng trắng. Đấy, nhưng mình nhìn kỹ đây mọi người, đây như màu phớt hồng. Đấy, cái mắt, cái đôi mắt và mũi cùng gam màu, cái mắt nó lại nhạt hơn. Đấy, mọi người nhìn kỹ. Nên cái hương của nó thì rất thơm mọi người ạ, thơm cách ngọt luôn. Này mình nó giống với cái màu của gì nhỉ? Chỉ nói đây là cái màu phớt hồng nhỉ? Màu nghệ thì đúng hơn nhỉ mọi người. Xin chào và chúc sức khỏe toàn thể các anh và các chị và các bạn nha. Bông này cũng sai hoa, đáng chơi.
nó rất dễ hoa. Cái cây mẹ năm ngoái cũng ra hoa đây, mình không làm kỳ để nguyên cho nuôi con, nuôi con nữa cũng chỉ vượt được mẹ được 5 phân. Chào đoàn công huấn. Tìm cho anh cái bên đó, anh ấy đâu? Ấy tìm cái quạt nào ấy, quạt giật dây ấy, để mà bật công tắc là nó quay chứ không cần phải quạt. Ở 2-3 cái lắp về bên đó đi. Đây là bông năm cánh trắng tam đa mọi người nhé, do em Phạm Ngọc Cảnh đặt tên. Phạm Ngọc Cảnh, hội Hoa Lan thành phố, thành viên hội Trà Đá. Phạm Ngọc Cảnh là chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Lan thành phố Hòa Bình. Chào Quang Anh, chào Doãn Công Huấn. Đây là bông năm cánh trắng nguyên phong mà có tên khác là mắt ngọc nguyên phong đấy mọi người. Chào Trần Phong. Hello Quang Anh. Ok Doãn Công Huấn. Cái chế độ mà di chuyển máy là nó không tự làm nếp hay sao? Đây là nick thật của Lê Sơn mọi người nha. Anh chị em nào mà thấy bạn bè hoặc ai lập nick thì nó khác, không phải cái trang này thì cùng nick Vườn Lan Lê Sơn mà lấy hình ảnh của Vườn Lan Lê Sơn thì anh em báo cáo giúp để cho những cái thành phần mà chuyên đi lập nick giả để lừa đảo rời xa cái sân chơi của cộng đồng anh em yêu lan. Chào Sơn Thanh Sơn. Mà bông này đẹp quá Trần ạ. Nó là bông này có cái đôi mắt mà tổng thể bông cũng đẹp, rất đẹp. Chào em Nguyễn Việt Dũng. Trên vườn nở họ nhiều chưa Dũng ơi? Cảm ơn Quang Anh. Năm nay anh cũng bận nhiều. Ok, chào em trai. Chào bạn Mạnh Hoa Anh Minh nha. Bạn Mạnh Hoa Anh Minh vẫn chưa có cơ duyên ra với anh nha. Hãy nhớ là cái gì anh Sơn tặng là anh Sơn tặng nói rồi nha. Đây là bông năm cái trắng nguyên phong mọi người ạ. Ok em Hoa Anh Minh. Lần này sẽ xuất hiện nhiều hơn Quang Anh ạ. Nhưng thật ra là có công việc bận mà em biết rồi. Nhà con nhỏ, đôi khi khách khứa với công việc nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Mà mình mà bị cận nên là mình nếu mà là sử dụng điện thoại gần như này là mình đọc gần thì mình phải bỏ kính. Còn muốn nhìn xa mà nét thì mình phải đeo kính vào. Và tại sao cứ luôn luôn có cái kính bên cạnh. Đây là mình quay cam trước. Ok, cảm ơn em Trần Phong. Phong Trần đã đổi tên lại rồi hả? Cảm ơn em Phong Trần. Từ Phong Trần nó rất dễ thương nhé. Từ Phong Trần là từ một phổ thông. Nhưng mà nói đến có sự yêu mến, cái sự chân chất, sự dân dã. Cái tên Phong Trần rất hay đấy. Thế mọi người, đây là bông năm cánh trắng tam đa.
Và đây là bông hồng mỹ nhân ở khá lâu rồi đây mọi người. Mình lái chim cách đây nửa tháng rồi. Đấy, và đây cũng là bông hồng thủy chi nở cũng hơn 10 ngày rồi. Trước mình đã lấy chim cho mọi người. Mình không ngắt mà để cho nó hương thơm. Còn em này là em hồng triệu đô đang hé nở, ngày mai sẽ căng. À, còn đây là thưa mọi anh chị em là đây là cái sản phẩm S1 của năm ngoái. Lê Sơn làm kỳ cũng trải nghiệm là chọc chấm đầu lên đấy, nhưng mà lên xong là không ra dễ và cây sẽ dễ bị tèo lắm. Nên là anh em chú ý là hãy thận trọng khi sử dụng các chế phẩm hoa lan mới lạ, hãy trải nghiệm trước. Cái này thì trước khi mình cũng lì lắm, trước khi có là mình cũng để anh em dùng cho mình hỏi anh em dần dần, bắt đầu mình mới dùng dần, anh em nói tốt cho cuối cùng. Thật ra cái cây mà có lực thì nó phát triển tốt lắm mọi người, đặc biệt là cây HO thì mọi người không sợ. Cây mà có lực thì bản chấm S1 thì nó phát chấm đâu lên đấy, nhưng mà cây nó có lực nên nó lên nhanh, có dễ. Chào Nguyễn Lan Hương, chào Lê Thắng, chào Công Trung Huỳnh. Mầm này thì là mầm cây mẹ để cháu ạ, 1 triệu đô. Đây là hai thân mà mới được có 3 mầm thôi nên nó khỏe. Đó. Đây là mầm hồng này, hồng gì đây, hồng Minh Anh. À, cái này của bạn Đinh Văn Thanh đây, bạn Đinh Văn Thanh nhé. Còn đấy ra là không ra kỳ ấy các bạn, nên là mình nhà. Chào Quang Anh, S1 chỉ test hoa, anh ơi, ok em, cảm ơn em. Không, nhưng mà test hoa, nó em test vào những cây nó khó hoa thì vẫn ra kỳ đấy em ạ. Mà kỳ củ nó to lắm em ơi. Thôi thế là S1 họ sử dụng cho là test cuống hoa, làm mầm, họ quảng cáo là làm mầm cuống hoa. Thế là thật ra nó làm cho cuống hoa nó khó. Thì là người ta cho vào cuống hoa để nó ra được kỳ là rất tuyệt vời. Thế nhưng không phải cái dòng cây nào cũng có thể làm được lên, cây nào cũng làm được kỳ cuống hoa, tùy theo cây. SH siêu khỏe. Nó cũng S1 đây. Thật ra là chơi lan không nói bướng được mọi người ạ. Sơn năm vừa rồi chết khá nhiều cây vip, đặc biệt là bảo duy. Ở những cây chuyển vùng về cây biểu di vài chục tỷ chết mất trắng luôn, không còn được kỳ nào. Đây cháu biên con đây, mầm của Ngọc Sơn đây. Mà các kỳ Ngọc Sơn đây. Ngọc Sơn đặc biệt cái thân lá nó rất đẹp, lá tròn đẹp. Em này là em Thảo Nguyên 2 đang rất nhiều nụ đây mọi người. Năm nay thì thoải mái xem ngắm hoa. Em cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi nha. Chào anh Tuấn Nguyễn. À, Bạch Tuyết à. Của em Hậu Hà Nam này. Em Vượng này. Đinh Thế Phương có ở đây không? Ngắm cây bạch tuyết của kỳ bạch tuyết của em nha. Chào Lương Tuấn. Yêu cầu của khách mời cho phép người xem yêu cầu tham gia buổi phát trực tiếp. Chào em Đinh Quyền. Chào bác Nguyễn Phương Hòa. Chào Nam Tuấn. Đẹp về nhà. Em Hiếu Nam Định này.